để tiếp nối chương trình, chúng ta đến với câu lạc bộ Phúc Lâm Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Ngồi dòng lá hồi tựa nghĩa ngồi tặng ca hỏi thấy có ai mà ơi thiền là ngồi cửa có thiền chẳng ngơi ngơ lại mà vì hướng cũng có ta nhìn Cầu